Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở map Irango vẫn như mọi hôm thôi. Nhảy tiếp tục là ở cảng Novo này, khá là đông đấy anh em. Thế kìa, bây giờ còn dù bung xuống kìa. Lúc nhảy cùng mình thì cũng khá nhiều thanh niên bung dù cùng, và sau khi tiếp đất thì lại có một vài tên nữa rồi, bắn nhau căng rồi. Từ đã, mình kiếm cái mũ cái giáp vào cho nó an toàn anh em ạ. Cái quy tắc đầu tiên mà anh em solo squad đấy, chắc chắn là phải có trang bị mũ giáp gì đấy. Nói chung là cái này thì kể cả solo hay là bắn cái gì thì cũng ưu tiên thôi. Nhưng mà cái quan... Ô, có thằng đứng này. Ủa, cái cây battle này, cái tầm không có tầm nó to quá. Thì ở clip ngày hôm qua mình đã hướng dẫn cho anh em cách gọi là qua cái nghe tiếng bước chân. Thì ở clip lần này thì mình sẽ hướng dẫn cũng gọi là như là cho anh em tham khảo cách di chuyển để có thể solo squad 1 bắn 4 một cách hợp lý. Thì cái quan trọng đầu tiên, cái này là quan trọng nhất này, là anh em cực kỳ là quan trọng luôn, là điều này là coi như thế là cái gì đây? À, nó nhảy cho nó chạy trong kho rồi. Quy tắc đầu tiên mà anh em cần phải biết là không bao giờ được đứng nguyên một chỗ, có nghĩa là không bao giờ đứng ở một vị trí quá lâu. Ví dụ như là bắn được một tên đấy mà anh em đứng ngon. Ô, thế là clear rồi, clear một cái team này rồi. Là anh em phải di chuyển liên tục, có nghĩa là đổi vị trí. Có một tên không đến. Đi đâu vậy anh giai? Không có súng à? Chưa kịp nhặt nữa cơ. Là anh em không được đứng nguyên một vị trí. Bởi vì sao? Bởi vì anh em đứng nguyên một vị trí là chắc chắn là địch sẽ biết anh em ở đấy. Và ví dụ như là anh em đang bắn có gần 4 thằng này, một tên nữa này, mà anh em đang solo với 4 thằng, mà anh em mới đốc được 1 thằng mà anh em đứng nguyên vị trí đấy thì thôi, xác định là anh em chết một cách nhanh chóng. Bởi vì sao? Bởi vì là 3 thằng team nó cơ mà, nó sẽ công lên nhanh chóng. Một công lên nhanh chóng này là anh em đứng đấy là bị nó bắt bài luôn này, ngon, cái hết một mạng này đấy. Nên là anh em phải di chuyển liên tục, làm luôn ông này cho được việc này. Và một cái thêm một cái nữa là tốt nhất là anh em lên bắn được mạng nào nên gạt luôn mạng đấy. Bởi vì sao? Mình phải giải thích thêm, như vừa mình giải thích rồi, là anh em không đứng nguyên vị trí bởi vì là 3 tên còn lại nó sẽ úp lên. Và ở cái lời khuyên lần thứ 2 này là nên bắn được mạng nào là gạt luôn mạng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là gạt được nó luôn thì cái tỷ lệ mà 3 tên còn lại nó ùa lên một lúc là nó sẽ thấp đi, thôi nha. Nhưng mà trong một số trường hợp là nó vẫn sẽ công lên đấy. Nên anh em hết sức chú ý nha. Là mình clear nguyên cái khu này rồi, nguyên cái team này nữa rồi. Toàn Trung Quốc rồi anh em ạ. Đấy, đấy là 2 cái nguyên lý đầu tiên mà anh em muốn solo squad thì anh em nên như vậy nha. Thế là coi như thế là gần như mình clear rồi đấy. Làm miếng nước rồi chắc mình cũng té đi thôi chứ nhở, chứ đây làm gì. Mình lượn từ đầu khu cảng bên kia. Đây này, qua cái thính này đi. Á đủ. Ô, trong meta có người này, bắn nhau à? Đường bay vừa lẫy qua meta. Và thêm một cái. Ô, có con bot. Bot hay người vậy? Bot hay người thì phải được một mạng này. Và thêm một cái lưu ý thứ 3. Cái lưu ý này thì ai cũng biết rồi, là anh em phải cực kỳ là bình tĩnh trong mọi trường hợp. Ô, ngon. 1 tên này, 2 tên. Ô, Việt Nam hết này anh em ơi. Ô, có 1 thằng. Có 1 tên ở trong, từ đã. Này thì ngó này, không biết mình vào luôn. 1 tên bưởi đứng ở sau nhà vệ sinh. Úi giời ơi, vẫn trong nhà vệ sinh này. Úi thơm, clear 1 team. Bò đi đâu? Úi dồi ôi, nhìn này, run này. Ui, run dế quá nhiều. Ui, lại còn run nữa này, Úi dồi ôi. Vào trong này phát húp tới mấy mạng thế này. Ngon. Bọn nó đang bắn nhau anh em ạ. Nên là bọn nó không để ý tới mình. Mình ra cái xe này mình đi qua lút đồ. Ồ, có bóng ai đó kìa. Có bóng ai đó này, Việt Nam này. Ôi trời ơi, cứ tưởng mình đi rồi. Đen cho bạn. Đây này. Đây có một con bot này, mình nhìn thấy bạn từ đầu bên kia rồi. Bây giờ lại gọi là mình clear nguyên một cái khu này nữa rồi. Bây giờ quay lại đây xem mấy thanh niên là có gì thôi. À, mình lại nói tiếp cái vấn đề bình tĩnh đấy. Cái vấn đề này nói chung là nó cũng quan trọng đấy. À, không phải nói chung đâu, mà nó cũng cực kỳ là quan trọng. Anh em mà chỉ cần cuống một gọi là 0,1 giây thôi là cái tỷ lệ lên bảng điểm số của anh em nó cực kỳ là cao. Đấy. Đấy, coi như thế là một số cái lời khuyên nho nhỏ cũng như là một số cái cách di chuyển để anh em có thể là một cân 4 một cách dễ dàng. Đấy, anh em sẽ tham khảo nha. Để mình nốt xong những té rồi. Đi nói chung mà đường bay thì nó cũng quanh quẩn ở đây. Lượn nãy giờ có ai đâu. Có một tên đây này, có một tên đi xe đây này. Nó vừa đi xe. Đấy, biết à, biết ngay mà này. Bắn ai vậy thanh niên? Mình đuổi cái thanh niên này từ đầu trên rồi. À không, không phải đuổi mà mình cũng chỉ nhìn mang máng thôi. Nhưng mà hóa ra là thật anh em ạ. Cứ mà chém gió thôi. Thằng này đang bắn ai đây? Một mình thôi hả bạn? Đồng đội bạn đâu này? Toàn Việt Nam thôi. Có cả giảm thanh giảm giật này. Lấy hết. Ngon. Té luôn. Chắc chắn nó bắn ở trên đầu bên trên kia rồi. Lấy con xe của nó đi thôi. Đi thẳng sang bên này xem có người không. Thì nó đang bắn mà. Chắc chắn là nó phải dừng ở đây thì nó bắn ai chứ. Đâu rồi? À đủ. Đây rồi. Nên sẽ định bỏ trốn này. Úi dồi ôi, easy quá. Rồi mình đi luôn. Mình đi tìm luôn chứ mình không thiếu cái gì nữa rồi. Lượn lờ các kiểu. Thử qua cái khu nhà biểu diễn. À đủ, có thằng ở trên nóc nhà luôn này. Đây. Mình chỉ làm một lần nữa nhá. Mình chỉ... Ôi, thôi xong rồi. Ui giời. Thôi xong mẹ rồi. Lỗi rồi anh em ơi. Có một tên ở trên đầu mình đây này. Từ từ. Ui quả đấy mình lại đánh lái sang bên trái. Thế là nó bay sang bên trái luôn. Có một tiếng cộc cộc ở trên này thôi. Nào. Ở đây đúng không? À đâu rồi? À, ở cửa. À chạy vào bên trái này. Đâu rồi? Úi giời ơi. Đi đâu mà vội mà vàng này. Ui, đang đứng bên trái ngon thế này chạy sang bên phải. Còn một tiếng. À, còn một tiếng ở dưới này. Ô, thế là hai team ở trong này luôn. Ui, xe này. Trong đấy có một tên này. Ú à này. Ui trời ơi. Bố này hẳn còn ngáo anh em ạ. Ôi, danh cao mà. Sao này thanh niên này ngáo thế nhở? Đập đá đập đất không nghe cả tiếng chân của mình này. Có tiếng ô tô đến. Ồ, lại có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây à. Nào đâu rồi? Nhảy xuống này. Ui dồi ôi, yếu lắm rồi. Mình công lên luôn. Bạn đứng ở sông. Đã đây rồi. Thò cây súng à? Lại chạy sang đầu kia. À đây rồi. Lại vẫn thò súng này. Trời ơi. Sao lại đứng trong hang đá lòi chim ra ngoài. Thế này thì thôi, mất chim. Ủa, cả phở la dè găn này. Ngon đấy. Battle với anh em thế nào? Chứ với mình cực kỳ là thích lắp giảm thanh luôn. Sấy nó cứ bị êm ấy, cứ bị phê ấy. Mặc dù là cây battle này nó rất là giật. Nó giật hơn AK. Nhưng mà mình không hiểu sao mình để cảm hóa được em nó. Nên là mình sẽ lắp giảm thanh thay vì giảm giật anh em ạ. Đi săn người tiếp thôi. Ở đây có lẽ là không còn gì chúng ta gọi là... À đủ. Anh lại bắn em rồi. Ui, anh ở trên... Thôi xong anh rồi. Đang yên đang lành cắm mảnh sành vào đít rồi. Úi dồi ôi, lục cục trên nóc này. Số trời đã định rồi. Chúng ta không lên làm nhau đâu. Số trời đã định. Ui giời ôi, dễ quá cơ. Ô, bọn này nó có cái sở kill cứ thích lòi miếng người ra ngoài nhỉ. Cam thì người ta... Đây là góc nhìn thứ ba mà. Cam thì đứng hẳn vào bờ tường kia mà cam. Khổ thật anh em ạ. Khổ thực sự. Đứng cái lòi cái người ra ngoài như thế thì làm sao mà kịp né được. Mình bắn phát là yếu rồi đâu. Mình sẽ lên xe. Đi qua Seveni. Tại vì cái đường bay này nó bay thẳng một cái dọc mà mình đi luôn. nên là mình sẽ tìm ở theo cái đường bay này, rất dễ là kiếm được người để bắn. Mình nghĩ là như vậy thôi. Trong này không biết có người không này, tại vì đây cũng trong bo mà, mình cũng nghĩ chắc cũng có thôi, không có gì đâu. Hello mấy anh giai bắn, ui đang thôi đang định bỏ bắn em đi, vãi chưởng. Ui đầu thế đâu vậy, a đù đứng ở trên tầng 4 kìa, nói cái đầu. À rồi, một tên công sang à, bạn ơi, bạn ơi từ từ thôi, bạn xong rồi, bạn lại động sai người rồi. Ui làm gì kịp bắn mình. À ha, rồi ôi bây giờ đứng trên kia thì làm gì được nhau. Ui trời ơi, đồng đội công lên công láo à, này đứng đó này. Ui ôi bắn vậy mà không chết kìa. Rồi còn một tên ở bên này nào, đứng đấy này, hai tên mình công vào luôn này. Nào thanh niên kia yếu máu rồi, anh em phải lợi dụng cơ hội nha. Cái thanh niên vừa rồi yếu máu nên là mình chạy vào mình chạy thẳng vào cái đường nào. Thanh niên nhảy xuống rồi, bò này, gạt luôn cho được việc. Tại vì cái thanh niên trên nóc nhà mình bắn yếu rồi nên là mình chạy ở cái đường trống không việc gì, tại vì là nó sẽ dứt ra, nó dứt cái bơm máu cũng phải mất một delay một tí thời gian, nên là mình sẽ chạy được vào. Đấy, anh em phải lợi dụng cả tình huống các thứ nha, thì mới có thể băm được mấy cái thanh niên này. Chứ một VS4 là hơi khoai đấy, không có dễ như ăn bánh đâu anh em ạ. Hết sức là đề phòng, phải nói là phán đoán tình huống các kiểu mới chơi được. Nói chung là mình thì bắn cũng gà thôi, nhưng mà cũng được một số anh em cũng bò lên đây làm gì. Ui nộp mạng à, một số anh em cũng yêu quý nên là mình cũng cố gắng làm sao tạo cho anh em, làm cho anh em những cái clip hay ho cho anh em xem. Đừng quên là để lại cho mình một like, một share. Anh em nào có nhu cầu gọi là có điều kiện thì share cho mình, không thì cho mình xin một like và một comment. Đây này, bây giờ mình làm cách này là chắc chắn sẽ bắt được thanh niên này. Mình ra mình lấy cái xe, mình chở vào đi, kiểu gì nó cũng lòi ra. Đấy, phản đoán tình huống này. Nào ra không anh trai? Biết ngay mà. Ui, trời ơi, IQ 2 tỷ đây chứ đâu. Ui giời ạ, ra lấy xe, thanh niên nghe tiếng xe là ra chặn đường ngay, tại vì mình đang giết đồng đội nó. Còn một tên nữa thôi, không biết là ở đâu đây. Không có ở đây rồi, đấp kỹ thế nhở, vòng bõn còn khá to mà chỉ còn một tên. À đủ, ui đau thế trời. Thôi em xin lỗi, ui em xin lỗi mà anh ơi. Thôi bình tĩnh thôi, chúng ta có gì thì ngồi xuống đảm đạo, uống miếng bánh ăn miếng trà, làm gì căng thẳng thế, em cũng căng. Ui anh nó vả phát vào đầu mình này, mẹ đau thực sự. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh thế nào, bình tĩnh mới lĩnh được phao câu anh ơi. Anh mà không bình tĩnh là anh chết đấy. Đây này, ở trong này đúng không? Được rồi. Rồi, em bơm xong cái máu em chơi với anh luôn này. Anh ở trong nhà đúng không? Đúng mợ rồi. Sai thế méo. À đây kia kìa. À nhảy ra, thổi xong, trò chơi kết thúc. Trò chơi kết thúc. Ui giời ôi, cái mạng cuối cùng nó lại dễ quá anh em ạ. Easy. Anh em thấy hay thì nhớ để lại mình một like, một comment nhé. Và nhớ comment những cái ý kiến đóng góp của anh em ở phía bên dưới, chắc chắn là mình sẽ đọc nha. Nhớ là anh em muốn mình làm chủ đề gì hay là làm cái gì tiếp theo, đừng quên comment để cho mình ăn thêm đề xuất nhé. Bye bye và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.